này bé hơn mà sẽ là ngon nhất này. Hơn chưa có ruột. Thế cả nhà nhìn này, ngon không? Mình cắt xuống vừa để là xào chia sẻ với bà con, đồng thời là cũng còn lại là mang đi làm quà biếu. Ở đây này có hai quả như thế này, mình lấy là để ăn một quả to và một quả bé. Một quả to chắc để mang đi tặng thôi, còn quả bé thì nhà chỉ có hai vợ chồng, hai ông bà thôi, thành thử ăn quả nhỏ. Hãy đón coi mình chia sẻ như thế nào nha. Mình sẽ giữ này ăn quả nhỏ này cả nhà. Đây cả nhà ơi, hôm nay có mua khay mề gà này, và tim gà này. Thì bây giờ muốn chia sẻ với bạn là cách coi như là làm sao cho tim và mề nó hết hôi và nó sạch nhé. Mình sẽ cho vào mỗi loại một thìa muối và khoảng một thìa nước chanh hoặc là 1/2 thìa giấm cả nhà nhé. Mình sẽ sắp để đây khoảng tầm 10 phút thì lúc đấy là các bạn sẽ rửa sạch đi. Và làm sạch ở trong cái mề nó đi, lấy dao lấy cái màng nó đi nhá. Đấy, các bạn sau 10 phút thì sẽ làm và rửa sạch đi. Đấy, sau khi sau để khoảng 10-15 phút thì mình có rửa đi, mình làm sạch đi. Thì bây giờ nhìn nó trắng đấy cả nhà. Mề nó trắng hẳn, nó không đen như lúc nãy nữa. Thì bây giờ chia sẻ các bạn các cách coi như là mình thái cái mề như thế này. Khi cái mề như thế này thì mình thái khía nó ra và mình xoay ngược lại và mình thái. Thì tí nó cầm cái mề ngoài mề gà lên nó trông nó rất là đẹp cả nhà. Một chút xíu chia sẻ về cái cách làm này nhá. Đây các bạn là thái dọc. Thái ngang cái mề nó ra như thế này, giờ lại xoay dọc lại mình thái. Đấy, làm giống như thế nhá, cứ thế là làm đến hết. Thế còn lại cái tim cũng thế. Cái tim thì các bạn là rửa sạch đi, xong rồi là cắt cái đầu của nó bỏ đi rồi. Thế bây giờ là cái mề, cái tim thì mình không muốn cắt nhỏ ra. Thì mình muốn để to như thế thì các bạn sẽ cắt như thế, cắt cái đầu của nó bỏ đi. Khía đôi, không khía đứt như cả nhà, khía sẽ là như thế. Và cái đầu này của nó là mình khía nhỏ. Đấy, mình rạch như thế này thì cái miếng tim nó vẫn giữ nguyên. Và nó trở lên, nó khi mình xào lên nó không bị nhỏ, nó vụn ấy. Đó, mình làm như thế cả nhà. Cứ làm thế đến hết nhá. Đấy, mình khía lên như thế. Và đồng thời mình gạt những cái tiết mà nó đọng lại ở trong ra. Ok. Ở đây thì mình có một củ hành salad thèn. Nó gần như là cái hành củ, hành lá nhà mình cả nhà nhà. Như hành củ nhà mình là củ hành bên này nó to và nó thơm như thế. Rất là thơm. Thế là khi mình sắt như thế này để mình một khi xào cùng với lại cái tim mề này thì nó bớt cái hôi đi cả nhà. Rất là thơm. Kèm với nó sẽ là một củ tỏi nhé cả nhà. Tỏi này ta lấy một củ hoặc cái tỏi nhánh thì ta lấy một vài ba nhánh, hai ba nhánh đều được cả nhé. Nó mình băm nó nhỏ nó ra để mình phi nó này. Thế bây giờ trong này là cái khi mình ướp vào nó có một nửa thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê tiêu, nửa thìa cà phê mì chính và nửa thìa cà phê đường. Nó chỉ là nhạt thôi cả nhà. Còn nước mắm thì tí mình cho sau. Riêng cái này mình đừng có làm đậm quá, bởi vì lúc ăn mình còn lên xào với lại rau thì mình còn nêm thêm nữa cả nhà. Và bây giờ là chảo mỡ mình đã để bật nóng sẵn rồi. Trước hết là ta phi một chút tỏi để cho nó thơm lên. Ta phi một chút tỏi để cho nó thơm lên, xong rồi là hơi phi một chút thì lúc đấy mình lại cho cái hành vào tiếp. Cho nó phi hơi vàng lên một chút, đừng có vàng, không cần vàng quá đâu, chỉ cần nó thơm. Phi lên một chút là được cả nhà, nó có mùi thơm là ok rồi nhé. Đó, hơi xe lại một chút như thế này, lúc này ta cho cái lòng mề vào đây. Tiêu chí là lúc này mình sẽ phải để lửa to như cả nhà. Để lửa lớn nhé. Bếp cỡ luôn cả nhà thì nó không ra nước, mà cái tim này nó sẽ xe săn lại nó thơm hơn nhé.
Ngoài cái ướp ra như thế này rồi thì lúc tí nữa xào là mình sẽ cho vào trong này, các bạn sẽ cho vào trong này một thìa rượu ăn cho mình nhé. Mình quên lúc nãy mình không chỉ các bạn ở cái đoạn đấy. Sẽ cho vào đâu trong này một thìa rượu ăn nữa thì nó bớt cái mùi hôi của cái nóng mè mà. Đấy, mình chảo một chút là được, nó hơi chứ không được nó xảo chín quá cả nhà nhé. Nó chín tới thôi, chín quá nó các bạn làm nó xanh nó khô đấy. Khi gần được ta sẽ cho cái thìa nước mắm vào đây nhá. Và lúc này các bạn có thể cho một thìa rượu vào đây cũng được nhé, rượu trắng cả nhà. Và bây giờ là cuối cùng gần như xong rồi, ta cho 1/3 thìa cà phê bột nghệ. Các bạn cho chút bột nghệ vào đây, nó thứ nhất nó thơm và thứ hai nó dậy lên một cái màu nó rất là đẹp cả nhà. Trông cái màu nó vàng, nó óng na tua tự nhiên rất là đẹp, đừng có nhiều quá nhé, nhiều quá thì lại thành không đẹp đâu. Và bột nghệ này ăn cũng rất là tốt cả nhà. Đó, chỉ đảo một chút thế là được rồi. Đến bây giờ nó coi như được rồi thì ta đổ ra cái tô này. Chỗ này thì nhiều thì các bạn có thể xào miến này, các bạn xào với lại mướp này, không đấy, các bạn xào với bí vi cá này. Đấy, khi miếng cái mè nó khoe đi cái này nó trông rất là đẹp cả nhà. Đây cả nhà ơi, đây là quả bí nhỏ, hôm nay Thanh Hà sẽ chia sẻ với các bạn về cái cách xào với lại lòng gà nhá. Đấy, xong rồi đã chuẩn bị cái tim mè trước xong rồi thì bây giờ là ta đi chia sẻ với các bạn là quả bí này. Mình rửa đi cả nhà nhé. Với quả bí này thì mình xào một lửa như thế này đã là cũng rất là thoải mái cho rồi, ăn gọi là ăn vã rau luôn đấy cả nhà, ăn độn luôn á. Bây giờ quả nó còn non như thế này thì mình ăn cả vỏ cả hạt nhé, cả ruột luôn ấy thì rất là ngon, nó thơm cả nhà. Thế bây giờ đơn giản là bổ đấy như thế này thì mình cái thái nó dày một chút đấy, dày như tầm này thế ngà thái nhé, đừng có mỏng quá cả nhà, mỏng quá xào nó lát lắm nhé. Hôm nay chia sẻ với các bạn là xào tim mè, xào lòng gà rất là ngon cả nhà. Mình thái hết bỏ ra đây. Đấy, lửa quả bí mà cả nhà nhìn nó nhiều như thế này này. Ngoài ra cái bí này ta có thể nấu canh tôm cũng rất là ngon cả nhà. Tôm tép với các bạn băm nhuyễn, các bạn nấu canh ngon lắm cả nhà. Ở đây có một củ hành, cái hành gọi là salad thèn, nó giống như hành củ nhà mình ấy cả nhà. Thì mình thái nhỏ ra để phi thêm xào cho nó thơm. Có một củ hành như thế. Ngoài ra nó sẽ có một chút hành lá thì các bạn là cắt khúc nhé, để xào lên cái đĩa. Thứ nhất là ngon thơm thì nhất định rồi. Ngoài ra là trong cái đĩa xào nó sẽ bắt mắt và nó sẽ đẹp ở cái màu xanh nó cũng rất là nhiều. Thế bây giờ là có đĩa bí như thế này với lại cái tim mề gà là Thanh Hà đã chia sẻ các bạn xào ấy, thì mình chỉ lấy đủ xào với lại cho hai người ăn thôi. Thì mình lấy một phần mình xào đấy. Ngoài ra có cái hành củ với hành lá này. Kết hợp vào là rất là ngon. Đi với nó thì gia vị thì mình cũng dùng gia vị như gia đình thường ngày dùng thôi. Mình sẽ chia sẻ với các bạn tiếp nhé. Thế bây giờ nó có cái chảo bật sẵn thế này, mình sẽ cho một chút dầu vào đây. Tùy các bạn nhé, với mình thì mình dùng ít dầu lắm cả nhà. Khi chảo nóng ta cho cái hành vào ta phi trước. Vì cái tim mè nó đã xào rồi cả nhà nhé, thì bây giờ là tí nữa ta mới cho vào. Cái tim mè đã xào rồi và ta đã ướp có gia vị nhạt ở trong đấy rồi. Vậy nên khi xào cái bí này mình cũng cho ít nữa thôi, không cho nhiều quá cả nhà.
Cái hành chỉ phi lên cho nó thơm một chút thôi. Thì bây giờ là cái bí ta cho vào đây ta xào. Ồ, ăn nó giòn nó ngọt lắm cả nhà ơi. Ở xứ trời Âu mà cứ về mùa hè là Thanh Hà ăn toàn rau Việt Nam thôi. Đó, mình để lửa lửa lớn nhé cả nhà. Để lửa lớn chứ đừng có để lửa nhỏ nhé. Lúc này ta chắt một chút nước vào đây để cho nó đỡ bị khô. Cái nước hoàn toàn là của cái tim mề nó ra đấy cả nhà. Sau khi mình xào một chút như thế thì là nó xe lại là chuẩn bị là được, nó nhanh chín lắm cả nhà. Thì lúc này ta cho cái mề gà vào, ta cho tim mề vào đây và nhớ là lửa to lên cả nhà. Ta để to lửa lên xong bắt đầu là mình xào cho nó đấy, mình đảo đều lên. Lúc này mình cho vào trong này thêm nửa thìa cà phê muối và một muỗng cà phê bột lên nhá. Cho thêm một thìa ăn nước mắm nữa thôi. Các bạn nêm lại cho mỗi khẩu vị của gia đình nó vừa nhạt vừa 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 mặn thì như thế nhá. Với Thanh Hà cho như thế này với gia đình mình ăn là vừa rồi. Vì còn nhiều ít nữa. Ngoài ra là cái xoay tiêu là không thể thiếu được. Cái này là mình có một chút cho một chút tiêu hạt đấy cả nhà nhá. Và đồng thời là cái hành lá lúc này ta cho vào rồi, nhanh tay đảo đều lên là ra là ok rồi, đừng có làm quá nó bị nát nha cả nhà. Rồi thế này là được rồi cả nhà ơi, ngon không, nhanh không, chỉ trong 5 phút là đã có đĩa bí xào ra rồi, một món ăn rất là ngon hàng ngày đúng không ạ? Em một lần nữa Thanh Hà xin chân thành cảm ơn các bạn đã đón coi video của Thanh Hà. Nếu thấy hay hãy đăng ký like và chia sẻ cho nhiều người cùng coi và nhớ nhấn chuông để đón coi video các bữa ăn hàng ngày nhé. Giờ là được rồi, Thanh Hà tắt bếp đi. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.